Hello anh em, hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu anh em hướng dẫn anh em hoàn thành cái nhiệm vụ rượu rồi nhé. Để mà có được cái nhiệm vụ rượu này thì anh em cần phải hoàn thành 10 cái nhiệm vụ tân thủ này trước, rồi anh em mới tiếp tục là làm nhiệm vụ rượu. Rồi. Kể từ trung tâm thì anh em đi xuống phía bên trái của bản đồ để nhận nhiệm vụ rượu. Đây, của mình ở đây là mình đã nhận rồi, nên là mình hướng dẫn anh em chưa nhận được cái nhiệm vụ này thì anh em đi vào cái nhà công việc này nhé. Rồi. Sau khi mà đi vào nhà con vịt thì anh em nói chuyện với cả NPC này nhé. Đây là mình đã nói chuyện rồi, mình đã nhận nhiệm vụ rồi. Còn anh em chưa có trong cái phần nhiệm vụ của anh em chưa có nhiệm vụ này thì anh em đi vào đây nói chuyện với cả NPC để nhận nhiệm vụ nhé. Mình đã nhận xong rồi nên là bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn anh em đi làm. Để hoàn thành được nhiệm vụ này thì anh em cần nấu 24 chai rượu Bob Berry và gửi lại cái ông vừa nãy anh em nhận nhiệm vụ. Và để làm được và để nấu ra được 24 bình rượu ấy, thì anh em cần cần phải có cái thứ nhất là 576 Bob Berry. Ở đây thì mình có 300 rồi và mình sẽ đi mua thêm 72 mật ong và 240 cúc kinh mix, và mình sẽ tiến hành đi mua luôn. Cái nhiệm vụ này thì mình khuyên anh em là chỉ nên làm khi nào anh em có VIP, còn anh em cày chay thì thực sự là làm nhiệm vụ này rất là lâu. Có thể mất đến siêng thì có thể mất đến 3 đến 4 ngày thì mới có thể là kiếm được xong những cái đồ để cần làm 24 chai rượu. Còn anh em có VIP thì anh em có thể lên Marketplace để mua cho nhanh. Đây thì nó yêu cầu là 240 cooking mix, 240 cooking mix, vị chi là 2400 berry. 2400 berry. Rồi. Ở đây thì mình vừa mới trồng được ít cỏ bốn lá để mình bán đi để lấy vốn. Ok. Mình đang có 27 thì 27 thì chỉ cần mua thêm 50. Đây là mình có VIP thì mình mới được sử dụng này thôi nhé. Còn anh em không có VIP thì có thể là xem lại clip mua VIP của mình để tham khảo quyền lợi của VIP và hướng dẫn cách mua VIP nhé. Đây, mình mua thêm 50. 50 mật ong thì chỉ có giá là 18 berry thôi. Thao tác rất nhanh. Còn Popberry hình như ở trên Marketplace là 4,2 à? 4,2. Mình đang cần là bao nhiêu đây? Mình đang có 300 rồi thì mình chỉ cần thêm 300 nữa. 300 nữa. 300 rồi thì cần 276 Popberry. 276. Ông này bán 276 là khoảng. Đây là mình mua trên Marketplace thì giá nó có thể là đắt hơn ở bên ngoài. Anh em có thể là lên kênh của mình để có thể là chơi. Giá của một một berry một bóp berry bên ngoài nó chỉ có giá là khoảng 3.8 đến 3.9 thôi, còn trên Marketplace nó sẽ đắt hơn 0.2 đến 0.3 giá. Rồi, mình đã đủ nguyên liệu để ở đây thì mình đã đủ nguyên liệu để mình hoàn thành 24 chai rượu. Bây giờ thì sẽ đi ra chỗ nấu rượu để
Sau khi hoàn thành được nhiệm vụ này thì theo mình ước tính là anh em có thể là lãi được khoảng 4 đến 500 berry. 4 đến 500 berry token. Còn anh em mà tự trồng được cái bob berry này ấy, thì anh em tự trồng được bob berry thì anh em có thể lãi cao hơn, lãi khoảng 900 đến 1.000. Rồi cái chỗ nấu rượu thì nó ở ngay đối diện chỗ anh em nhận nhiệm vụ. Rồi. Ở đây thì có. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt đến cái đoạn mà mình nấu xong 24 chai rượu nhá. Sẽ sẽ hơi lâu á. Rồi thì mình đã xong. Mình đã xong hoàn thành xong 24 chai rượu Bob Berry. Đây mình đã xong 24 đây rồi. 24 chai. Thì sau khi mà hoàn thành được 24 chai ấy, thì mình cũng đã lên được cấp 6, cấp 6 cho skill rượu. Rồi anh em quay trở lại phòng rượu để đưa 24 bình rượu cho NPC nhé. Nhiệm vụ này thì theo mình nhớ là được 2 chai rượu thưởng với cả 4.560 berry. Rồi anh em đưa cho hôm này thì là được 4.560 berry đây. Đây và được 2 chai rượu thưởng. 2 chai rượu này thì anh em hai chai rượu này thì hoàn toàn anh em có thể bán luôn cho NPC luôn nhé, với giá là 190 berry một chai. Rồi thì clip của mình đến đây đã kết thúc nhá. Hẹn anh em ở nhiệm vụ rượu tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo thì theo mình nhớ là phần thưởng sẽ là đâu đó khoảng 10 đến 20.000 berry. Anh em chờ clip tiếp theo nhé. Tạm biệt anh em.